đại gia đang kém vợ cho con trai, cho nên mẹ con em phải nhanh chân đến chứ. Bực hết cả mình, trong thân lát toàn ngọc nhắn thi, không quen được đi lộ mà chơi mình. Ra kia định tranh chỗ chơi bi à? Công ty ơi, con kêu em rồi. Chị
mà đứa nào khóc thì à, một đứa con gái à, này muốn lấy chồng phải không? Thế à, ta là Thạch Hùng đây, cháu đến đây để lấy thằng Tình phải không? Không, xấu như mà. Ồ, thế gặp nó rồi à? Sợ nó thế kìa. Đây đây đây, các ông các bà xem, khỏi 9 thì đến 10 đứa nó chối đây chối đẩy, xem nào. À, hình dong thế này ấy, chê cái thằng Tị là phải. Này, thế tên gì? Chồng mẹ ở đâu? Cháu tên là Mùi. Mùi à? Sao Mùi? Cha mẹ cháu thì thôi, không nói nữa đâu ạ. Làm gì? Đã bao nhiêu lần mình nghe đàn bà khóc mà sao hôm nay lòng già nó cứ thổn thức kiểu gì không buồn. Này thế cha mẹ đâu, cứ nói xem nào. Cháu khổ lắm. Ừ. Cha thì chẳng biết mặt con. Tốt. Wow.
Bảo với ông, ông che chở cho. Chú Bảo đi. Con kêu mày bỏ tay xong rồi. Bỏ tay xong rồi.
đây đang đánh vợ con tôi đấy. Mày cứ cả cả đứa nào này tao biết rồi, hôm nay nhá không cho tị cứ lấy ra chào thầy đi. Con chào thầy. Con chào bố em. Cấp một thằng tị, thế họ họ biết mùi là thế nào hả? Ơ thế thầy biết mùi rồi à? Mùi ấy là con của hợi, mà hợi lại là vợ của tị. Thế cho nên ý, hợi với mùi là hai mẹ con. Còn tị là chồng của hợi. Thôi. Này, lấy vợ cho thằng này cũng khó. Thôi cứ tạm thế ăn đấy. Tị này, cứ tạm thế hả? Nó mới sướng. Phải rồi. Cứ gào lên chỉ tổ cái thiệt thân. Chỉ tổ thiệt thân thôi. Con đi ạ. Mà cứ đánh làm thế nào mới thôi. Em sợ lắm. Không sợ. Ván đã đóng thuyền. Hiểu lắm, họ hàng có dây mưa dây má, nghe tôi giải thích như này,
vì nó là con của Mùi, thế cho nên Mùi lại là con của Hợi. Hợi lại là bà ngoại của nó. Chồng của bà ngoại. Thôi. Bố nói thế thì được, nhưng xét về mặt con rể như thế là hơi hồn. Xưng tên cho nó tiện hả? Chỉ xưng tên thôi ạ? À? Chỉ xưng tên cho nó tiện nhớ. Thế thì được. Xong rồi. À, con này thì nào? Vừa bảo là chỉ xưng tên thôi mà nào. Thế thì tị bảo sùng cái gì đấy hả? Thế xong để cho vợ chồng tị ở chỗ nào nhỉ? À, thì vợ chồng tị cứ ra cạnh hồ bán biển cho nó mát. À, được đấy, cho nó mát. Nhiều cây to lắm, sâu lắm. Cho chúng nó sang ở đấy cho nó mát. Hợi ơi, đi ra chỗ bờ hồ bán nguyệt bắt sâu đi. Lại bắt sâu nữa à? Mày vừa nói cái gì? Bắt sâu là cái gì hả? Bắt sâu là nhầm quần váy.